Xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay em xin giới thiệu cho quý vị khán giả một cái món chay đơn giản và tiết kiệm chi phí trong mùa dịch Covid này nha các bạn. Không biết đơn giản mà ngon và tiết kiệm thì như thế nào thì mời tất cả mọi người cùng vào bếp với mình nha. Để làm được cái món này á, thì cái nguyên liệu đầu tiên của mình cần á, đó là khoai tây nha các bạn. Thì khoai tây thì các bạn cắt ra thành những cái hành hạt lựu, cắt cỡ khoảng bằng ngón tay á các bạn, hoặc hơi nhỏ hơn tí xíu nha. Ở đây mình sử dụng là hai củ khoai tây nha các bạn. Hôm nay mình quay clip có hơi ồn chút xíu rồi các bạn thông cảm nha, tại ngoài trời đang mưa. Cái nguyên liệu thứ hai nữa là mình cần là một quả cà chua nha các bạn. Cà chua thì mình rửa sạch và mình cắt bỏ cuống của nó đi, rồi xong mình cũng cắt thành hạt lựu. Cái ruột nó tạm thời là mình tách ra nha các bạn, để mình khi mình xắt hình hạt lựu á, nó không có bị chà, nó bị dập hay là bị chảy nước ra ngoài, nhìn nó không có được ngon, cho nên mình lấy cái ruột nó mình để qua một bên. Cái ruột nó mình vẫn xài nha các bạn. Cái món ăn này mình nấu cũng khoảng tầm 20 phút là xong rồi các bạn, cũng nhanh lắm chứ không có lâu đâu. Khi nguyên liệu mình đã chuẩn bị này kia xong hết trơn là mình làm là rất là nhanh. Cái nguyên liệu tiếp theo mà để chúng ta làm á, là cái hai miếng đậu hũ non nha các bạn. Hai miếng đậu hũ mình sẽ cho vào trong một cái miếng giải lược. Chúng ta bắt đầu vắt nó nha các bạn. Các bạn bóp cho thật mạnh để cho cái miếng đậu hũ mình bể ra luôn. Để cho nước nó thật là ráo nước. Các bạn vắt nó giống như là mình vắt nước dừa vậy đó các bạn. Thì sau khi mình đã vắt xong rồi mình sẽ cho ra một cái thố để riêng nha các bạn. Nó bây giờ nó đã bể vụn ra vậy đó, nhuyễn rồi. Thì cái nguyên liệu tiếp theo nữa mình cần có là hai miếng sườn non nha, sườn non chay khi mà mình ngâm cho nó mềm rồi đó các bạn. Các bạn lấy cái cối xay thịt đó, các bạn cắt nhỏ ra, các bạn để vô xay nhuyễn nó nha các bạn. Thì sau khi cái sườn non này mình xay nhuyễn ra, mình cho vào chung với cái đậu hũ mình vừa vắt ra đó các bạn. Rồi mình nêm thêm gia vị để chúng ta sẽ nhồi nó lại. Sườn non với đậu hũ nó mình khi mình nhồi á, thì nó sẽ tạo ra một cái độ kết dính và nó dai nha các bạn. Gia vị ở đây mình không nêm đường nha. Các bạn nên nhớ mình chỉ nêm muối và hạt nêm thôi.
Khi các bạn nêm cái này á thì nêm cho nó hơi nhạt, đừng có nêm tới vừa ăn thì khi các bạn chiên vàng lên á thì nó sẽ bị mặn. Cho nên các bạn nêm nhạt thôi. Chúng ta cũng cho vào đây một ít hành lá và tiêu xay nha các bạn. Các bạn cũng cho thêm vào đây một ít dầu mè nha. Còn không có dầu mè mình không có thêm vào cũng được. Giờ tới giai đoạn mình nhồi các nguyên liệu lại nhau, các bạn nhớ là mình khi mình nhồi á, càng lâu thì cái miếng đậu hũ chúng ta chút nữa làm ra nó sẽ rất là dai. Các bạn cũng nên cho thêm vào đây một ít bột chiên giòn nha. Để nó tạo ra khi mình chiên nó sẽ tạo ra một cái lớp vỏ bên ngoài nó giòn hơn. Cái giai đoạn tiếp theo nữa là khoai tây á các bạn. Khoai tây lúc nãy mình xắt ra miếng miếng á. Thì bây giờ mình bắt nồi nước lên mình luộc nó, luộc cho khoai tây nó chín. Thì sau khoảng 15 phút mình đã luộc khoai tây nó chín rồi, mình cho vào trong một cái thau nước lạnh nha các bạn. Mình cũng có để một ít đá nữa để tạo cái độ dẻo của khoai tây á các bạn. Thì sau khoảng 2 phút mình đã ngâm khoai tây vào đây thì miếng khoai tây của mình bắt đầu nó cũng hơi nguội lại. Mình sẽ đem ra mình làm cái nhân của cái viên chả của mình nha các bạn. Thì khi mình đã nhồi xong thì các bạn vò nó lại, để cái viên khoai tây vào chính giữa và mình sẽ vò nó lại thành một cái viên tròn nha các bạn. Khi tất cả những cái nguyên liệu ta vo thành viên xong rồi đó các bạn, chuẩn bị cho mình một chảo dầu nóng nha. Khi dầu của mình đã nóng lên rồi á thì mình cho những viên chả vào đây nha các bạn để mình chiên nha. Các bạn nên nhớ là khi mình chiên mình để lửa cho nó vừa thôi, để lửa vừa, khi các bạn chiên là phải chiên cho nó thật là vàng. Lúc này thì những cái miếng chả của những viên chả của mình đó các bạn, nó đã vàng lên rất là ngon rồi. Thì mình sẽ vớt nó ra đĩa nha. Thì tiếp theo là mình cũng chuẩn bị thêm một cái chảo nữa. Mình cũng cho vào đây một ít tỏi và một ít dầu ăn. Các bạn phi thơm tỏi lên nha. Khi tỏi được phi thơm rồi á, thì các bạn cho nguyên liệu là cà chua. Cà chua mình đã sắc nhuyễn ra lúc nãy đó. Cái nguyên liệu mình sẽ cho vào đây tiếp theo đó là cái phần chả mình nhồi lúc nãy ở bên ngoài đó, mình còn chừa lại nè các bạn.
Mình cũng để vào đây chung luôn nha. Mình để chung vô mình cũng xào lên. Mình sẽ cho từ mà nguyên liệu vào nha các bạn. Tiếp theo là mình cũng cho khoai tây vào luôn, cuối cùng là khoai tây đó. Khi các bạn đã cho các nguyên liệu vào trong chảo xong thì các bạn trộn đều lên. Trộn cho thật đều, các bạn để lửa lớn. Tiếp theo là mình sẽ để vào đây khoảng một chén rưỡi nước nha. Thì trong lúc mà các nguyên liệu của chúng ta đã sôi lên thì các bạn cho vào đây một ít hạt nêm, muối, đường. Các bạn nấu nó trong khoảng thời gian 15 phút, khi mà nó sôi lên đó các bạn để cho khoai tây nó chín, nó mềm. Để khoai tây thật sự rất là mềm. Cái thứ hai nữa là mình để cho cái nước sốt này nó được sệt lại. Lúc này cái nước sốt của mình rồi các bạn thấy không, nó bắt đầu nó sánh lại rất là ngon rồi đó. Sau cùng thì mình sẽ cho hành vào đây. Mình cho hành vào nữa, mình tắt lửa là được rồi nha các bạn. Khi cái sốt của chúng ta đã làm xong thì chúng ta sẽ chan vào trong dĩa của cái những cái viên chả mình đã chiên vàng lúc nãy đó các bạn. Ăn chay thấy thật sự nó cũng không có đơn giản mà nó cũng không có khó nha các bạn. Thì để ăn uống tiết kiệm thì các bạn cần phải biết cách chế biến và luân chuyển món ăn để tạo ra một cái khẩu vị lạ. Có những người không thích ăn đậu hũ, ăn chay nhưng không thích ăn đậu hũ thì các bạn có thể làm như vậy. Chế biến như vậy họ ăn sẽ rất là ngon miệng và cảm thấy là sẽ muốn ăn đậu hũ hơn. Còn đậu hũ mà các bạn mua về làm đơn giản như chiên, xào, nấu thì ăn hoài nó cũng ngán lắm. Đây là cái thành quả mình làm khoảng 20 phút này các bạn. Trông rất là ngon, các bạn có thể ăn cơm hoặc ăn với bún, bánh tằm, tất cả đều được, ăn rất là ngon nha các bạn. Nếu thấy hay thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn.